Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 6. Thì trong video hôm nay chúng ta sẽ đi đến lý thuyết của bài số 10, số nguyên tố, hợp số. Chúng ta đi sang câu hỏi mở đầu. Bác Vĩnh mua 17 cuốn sổ và 34 chiếc bút để làm quà tặng. Như vậy ở đây chúng ta có 17 cuốn sổ và có 34 chiếc bút. Bác Vĩnh muốn chia đều 17 cuốn sổ này thành các gói. Như vậy sẽ chia thành các gói này. Và cũng muốn chia đều 34 chiếc bút này thành các gói. Thằng này cũng chia thành các gói. Bác Vĩnh có bao nhiêu cách chia những cuốn sổ này thành các gói? Và có bao nhiêu cách chia những chiếc bút này thành các gói? Như vậy thì ở đây có 17 cuốn sổ này. Và để chia thành các gói thì có phải các gói này chính là gì các em? Chính là ước của 17. Đúng không nào? Cái số cách chia này chính là gì? Ước của 17. Thế tương tự như thế, chúng ta có 34 chiếc bút. Và để chia 34 chiếc bút này thành các gói thì các gói này cũng chính là gì? Ước của 34. Như vậy chúng ta đi tìm ước của 17 và đi tìm ước của 34 thì ta sẽ giải quyết được bài toán này. Được không nào? Rồi, thầy đi tiến hành giải nhé. Các ước của 17 là sẽ là những số nào? 1 và 17. Các em nhớ về cái cách tìm ước này. Chúng ta sẽ lấy gì? Lấy 17 này, chia 1 được 17. Và trong cái khoảng này thì nó sẽ không chia được số nào nữa. Thì thầy có hướng dẫn cái việc tìm ước ở trong bài tập ước và bội rồi. Thì chúng ta cố gắng quan sát về bài tập lại, nếu bạn nào chúng ta quên kiến thức. Như vậy ở đây nè, vậy có hai cách chia 17 cuốn sổ, đúng chưa nào? Vậy nè, ta có bảng nè, có bảng gì? Ở đây thầy có số gói và ở đây thầy có số cuốn sổ. Như vậy thì số gói ở đây là gì? Thầy có gì? Hai cách chia đúng không? Chia một gói. Thì một gói này thì sẽ có 17 cuốn sổ. Được không các em? Và cái cách chia thứ hai là 17. 17 gói. Thì mỗi gói của chúng ta sẽ có một cuốn sổ. Ok chưa nào? Rõ ràng đúng không các em? Rồi, tương tự như thế chúng ta cũng trình bày cho 34 chiếc bút thôi. Các ước của 34 là số nào? 1, 2, 17 đúng không? Và 34. Ok chưa nào? Như vậy thì vậy có 4 cách chia 34 chiếc bút. Chúng ta cùng lập bảng ra thôi. Ta có bảng. Có bảng gì? Tương tự số gói. Và ở đây sẽ là số bút. Ở đây có gì? Cách chia thứ nhất là một gói này. Thì số bút thì sẽ có là 34 bút trong một gói. Chia hai gói này thì sẽ có gì? Mỗi gói sẽ là 17 bút. Tương tự nếu ta chia 17 gói thì mỗi gói sẽ là 2 bút. Và cuối cùng ta chia 34 gói thì mỗi gói của chúng ta sẽ là 1 bút. Ok chưa nào? Rồi, như vậy thì thầy nói nè, cái số 17 này á, nó có bao nhiêu ước em? Nó có 2 ước, đúng chưa? Số 17 này nè có 2 ước thì cái số này thầy gọi là số nguyên tố. Được chưa nào? Đấy. Và cái số 34 này nó có gì? 4 ước, tức là nhiều hơn 2 ước thì cái này thầy gọi là hợp số. Đấy. Vậy thì có 2 ước thì nó sẽ là số nguyên tố này. Và có nhiều hơn 2 ước thì nó sẽ là hợp số. Vậy thì hợp số là gì và số nguyên tố là gì? Thì chúng ta sẽ đi vào cái phần kiến thức trong bài. Chúng ta đi sang hoạt động đầu tiên. Tìm các ước của mỗi số sau. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 17 và 34. Vậy thì ở đây chúng ta đi tiến hành làm thôi. Các ước của 2 là dễ đúng không các em? Ước của 2 là bao nhiêu nhỉ? Là 1 và 2. Tương tự như thế, các ước của 3 là bao nhiêu nhỉ? 1 và 3. Các ước của 4 là 1, 2, 4. Bạn nào quen cách tìm ước thì chúng ta xem lại bài tập phần mà thầy hướng dẫn tìm ước nha các em. Phần thầy hướng dẫn tìm ước rất rất dễ hiểu đó. Các ước của 5 là gì nào? Là 1 và 5. Tương tự, các ước của 6 là 1 này, 2, 3, 6. Các ước của 7, 1 và 7. Nhưng thằng này chúng ta đi tìm ở bài mở đầu rồi đúng không? Các ước của 17 là gì? Là 1 và 17. Tương tự, cuối cùng, các ước của 34 là gì? 1, 2, 17 và 34. Ok chưa nào? Rồi câu B. Trong các số trên, những số nào chỉ có 2 ước, những số nào có nhiều hơn 2 ước? Như vậy chúng ta chia nhóm ra. Ở đây thầy chia nhóm này. Đây là nhóm có 2 ước. Bên này sẽ là gì? Nhóm nhiều hơn 2 ước. Ok chưa nào? Rồi. Vậy ở đây công sáng này. Thằng này có 2 ước này. Như vậy thì ở đây sẽ là số 2 này. Được không các em? Tương tự, thằng này 2 ước, số 3. Thằng này 3 ước, tức là nhiều hơn 2 ước thì nó sẽ là số 4, sẽ nằm bên này. Tương tự, 5. Thằng này qua đây. Đúng chưa? Thằng này sẽ nằm bên này. Tiếp tục đến thằng này nằm đây. Và cuối cùng là 34 nằm đây. Được chưa nào? Đấy, như vậy khi nãy thầy nói nhóm 2 ước này sẽ gọi là cái gì các em còn nhớ không? Nó sẽ là số nguyên tố. Nhớ chưa nào? Và cái nhóm mà nhiều hơn 2 ước thì nó sẽ được gọi là hợp số. Rõ ràng đúng chưa nào? Và tất cả các số của chúng ta đều lấy lớn hơn 1. Rồi, như thế thì thầy vừa mới hướng dẫn xong cái hoạt động. Ở đây, các em đọc lại cái phần này nhé. Phần này thì thầy đã trình bày ở trên rồi. Và chúng ta đi sang phần kiến thức này. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1. Chỉ có 2 ước là, chỉ có 2 ước các em nhé, là 1 này và 9 nó. Có nghĩa là gì? 2 này thì ước của nó là 1 và 9 nó có nghĩa là 2. 3 thì ước của nó là 1 và 9 nó sẽ là 3. Được chưa các em? Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước. Được chưa? Có nhiều hơn 2 ước. Như vậy thì chúng ta loại tất cả số nguyên tố ra thì còn lại sẽ là hợp số. Và nhớ nó đều là những số tự nhiên lớn hơn 1. Như vậy thì những số tự nhiên lớn hơn 1 thì còn lại số 0 và số 1 của chúng ta thì nó không là số nguyên tố. Nhớ nhé. Và cũng không là hợp số. Được chưa? Chúng ta đã lấy những số lớn hơn 1 rồi thì hai số đó thì nó sẽ không nằm trong trường hợp là số nguyên tố này, và cũng không nằm trường hợp là hợp số. Để chứng tỏ số tự nhiên A lớn hơn 1 là hợp số, ta chỉ cần tìm một ước của A khác 1 và khác A. Rồi thế thì sau khi mà đọc xong cái phần chú ý á, thì các em chỉ cần nắm cho thầy cái vấn đề này nè. Đó là các em xét những cái số mà chúng ta dưới bé hơn 100 á. Nếu nó chia hết cho 2, cho 3, cho 5 và cho 7 thì thằng này thì nó là hợp số.
Tức là nó chỉ cần chia hết cho 2, hoặc chia hết cho 3, hoặc chia hết cho 5, hoặc chia hết cho 7 thì nó là hợp số. Chỉ cần một trong bốn số này thôi các em nhé. Thế tương tự như thế, nếu nó không chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 7 thì nó là số nguyên tố. Và chúng ta chỉ xét những số nhỏ hơn 100. Thì thường là các bài tập của chúng ta thì nó sẽ cho những cái số mà bé hơn 100 thôi. Nên là nếu như cái số mà ngoài hai ước ha, ngoài hai ước là 1 và 9 nó rồi, và nó chia thêm hết trong một trong những bốn số này thì nó sẽ là hợp số. Và nếu như nó có hai ước rồi và nó không chia cho những số này nữa thì nó sẽ là số nguyên tố. Ok chưa nào? Rồi, thầy sẽ hướng dẫn cái ví dụ này để các em hiểu rõ hơn này. Các số 13, 19, 25, 28 trong các số đó, số nào là số nguyên tố, vì sao? Như vậy bây giờ này, thầy xét số 13. Vậy 13 này, nó chắc chắn nó sẽ có hai ước là 1 và 13 rồi, đúng không chưa? Một số luôn luôn có hai ước là 1 và 9 nó. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta chỉ cần xét, nếu như nó chia hết bốn số đó, 2, 3, 5, 7 thì nó sẽ là hợp số. Và nếu như nó không chia hết thì nó sẽ là số nguyên tố. 13 tận cùng là 3, không chia hết cho 2, không chia hết cho 5. Đúng chưa? 1 cộng 3 là 4, không chia hết cho 3. 13 không chia hết cho 7. Như vậy thằng này thầy sẽ kết luận ngay nó là số nguyên tố. Ok chưa nào? Tương tự 19 thì cũng luôn luôn có hai ước là 1 và 19. Chúng ta xét tiếp. Tận cùng là 9, có chia hết cho 2 không? Không. Tận cùng là 9, có chia hết cho 5 không? Không. Đúng chưa? Đây này, thầy ghi ra cho rõ ràng này. Không chia hết cho 2. Không chia hết cho 5. 9 cộng 1 là 10, có chia hết cho 3 không? Không chia hết cho 3. 19 có chia hết cho 7 không? Không chia hết cho 7. Vậy thằng này cũng là số nguyên tố. Ok chưa nào? Rồi, chúng ta xét đến số 25. 25 như vậy thì nó cũng luôn luôn có hai ước là 1 và 25. Tận cùng của nó là 5, có chia cho 2 không? Không. Tận cùng của nó là 5, có chia cho 5 không? Chắc chắn là chia hết cho 5. Vậy khi nó chia hết như thế này thì chúng ta chỉ cần thấy nó chia hết cho một số thì nó sẽ là hợp số. Vì nó ngoài hai ước là 1 và 25 thì nó còn chia hết cho 5 nữa. Được chưa nào? Đấy. Tương tự 28. Và 28 này. 28 này thì nó sẽ có một hai ước đó là 1 và 28 này. Đúng chưa nào? Đấy. Và 28 tận cùng là 8. Chia hết cho 2 không? Có. Như vậy thằng này là hợp số. Đúng chưa? Đấy, chúng ta chỉ cần xét mà nó chỉ cần chia thêm, cứ cần là gì? 2, 3, 5, 7. Nó chỉ cần chia hết một trong bốn số đó thì nó chúng ta kết luận là hợp số ngay. Và các em phải nhớ, chúng ta chỉ xét những số bé hơn 100. Được không các em? Rồi, thì phần này bài giải này các em, thì các em đọc giúp thầy. Ha? Số 13 là số nguyên tố vì nó lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và 13. Thì những cái phần này có bài giải hết rồi, các em đọc giúp thầy. Nhiệm vụ của thầy sẽ giải quyết cái luyện tập 1. Rồi, nhiệm vụ của thầy sẽ đi giải quyết luyện tập 1. Cho các số 11, 29, 35, 38. Trong các số đó, số nào là số nguyên tố, vì sao? Số nào là hợp số, vì sao? Như vậy thì ở đây thầy cũng làm tương tự thôi các em. Ha? Thầy cũng làm tương tự. Thằng này là luyện tập 1 này. Vậy số 11 này thầy xét này. Nhớ nha, chúng ta xét 4 số đó là 2, 3, 5, 7. Đó là những số nguyên tố nhỏ hơn 10 đấy các em. Tận cùng là 1 này, không chia hết cho 2, không chia hết cho 5. 1 cộng 1 là 2, không chia hết cho 3. 11 không chia hết cho 7. Vậy thầy kết luận ngay, 11 này là số nguyên tố. Câu A. Số 11 là số nguyên tố vì nó lớn hơn 1 và
chỉ có hai ước là 1 và 11. Ok chưa nào? Rồi, tương tự thôi. 29 thầy cũng xét tương tự. 29 tận cùng là 9, có chia hết cho 2 không? Không. Tận cùng là 9, không chia cho 5. 2 cộng 9 là 11, không chia cho 3. 29 không chia cho 7. Vậy thì 29 này cũng là số nguyên tố. Số 29 là số nguyên tố vì nó lớn hơn 1 và có hai ước 1 và 29. Được không các em? Tiếp tục, 35 tận cùng là 5 thì rõ ràng nó sẽ chia hết cho 5 nữa. Như vậy ngoài hai ước 1 và 35 thì nó còn có thêm ước là 5, nên thằng này sẽ là hợp số. Được chưa nào? Câu B. Số 35 là hợp số vì nó lớn hơn 1 và ngoài hai ước một và 35 có thêm ít nhất ước nữa là 5. Tức là ngoài ước là 5 ra thì nó còn có thêm ước là 7 này. Đúng chưa? 7 x 5 là 35. Nhưng mà chúng ta chỉ cần xét dấu hiệu và chúng ta tìm thêm một ước là 5 nữa thì chúng ta kết luận được nó là hợp số rồi. Nên không cần tìm nhiều nữa. Được không nào? Tương tự 38 tận cùng là 8. Và thằng này sẽ chia hết cho 2. Vậy thì chắc chắn nó là hợp số. Số 38 là hợp số vì nó lớn hơn 1 và ngoài hai ước 1 và 38 có thêm ít nhất một ước nữa là ha. Ok chưa các em? Đấy. Rồi, như vậy chúng ta xong luyện tập 1 thôi. Bạn nào mà chúng ta chưa ghi chép kịp thì các em cứ bấm dừng video và ghi chép nhé. Rồi, ở cái phần này là cái phần trong ví dụ 1 khi nãy thì các em quan sát giúp thầy. Ví dụ 2, tìm tất cả các ước của 18. Trong các ước đó, ước nào là số nguyên tố? Như vậy nè, các em quan sát nè. Các ước của 18 sẽ là 1, 2, 3, 6, 9, 18. Vậy thì trong những cái số này có phải số 2 và số 3 này sẽ là số nguyên tố như chúng ta tìm được ở hoạt động đầu tiên, đúng chưa nào? Như vậy nó được gọi là ước nguyên tố của 18. Đây, các em quan sát chú ý. Nếu số nguyên tố P là ước của số tự nhiên A thì P được gọi là ước nguyên tố của A. Nhưng mà trong các ước này 1, 2, 3, 6, 9, 18 có số 2 và số 3 này là số nguyên tố. Như vậy nó là số nguyên tố thì nó sẽ được gọi là ước nguyên tố của 18. Được chưa nào? Rồi, tương tự ví dụ 3. Tìm các ước nguyên tố của 39 và 29. Số 39 có các ước là 1, 3, 13, 39. Vậy khi nãy có phải chúng ta có số 3 là số nguyên tố này? Số 13 là số nguyên tố này. Đúng chưa? Vậy thì thằng này sẽ là gì? 3 và 13 này sẽ được gọi là ước nguyên tố của 39. Ha? Trong đó 3 và 13 là số nguyên tố. Vậy các ước nguyên tố thì nó là số nguyên tố thì nó sẽ là ước nguyên tố của 39. Ok nha nào. Tương tự, số 29 là số nguyên tố. Vậy ước nguyên tố của nó cũng chính là nó. Được chưa nào? Rồi, thầy sẽ tiến hành giải quyết cái luyện tập 2 và luyện tập 3. Tìm các ước nguyên tố của 23, 24, 26 và 29.
Như vậy tương tự thì chúng ta sẽ đi tìm các ước của nó ra thôi. Luyện tập 2. Các ước của 23 là. Như vậy ước của 23 là số nào các em? Là 1 này và 23. Vậy thì trong hai số này số nào là số nguyên tố? 23 là số nguyên tố. Số 1 này thì không phải là hợp số và không phải là số nguyên tố rồi. Như vậy thì 23 này chính là ước nguyên tố của 23. Nha. Ta có số 23 là số nguyên tố. Vậy 23 là ước nguyên tố của 23. Được không các em? Tương tự như thế, thầy có 24. Đây thầy đánh dấu cộng thứ nhất này. Dấu cộng thứ hai. Các ước của 24 là số nào? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 6 này, 8, 12, 24. Như vậy trong các số này, số nào là số nguyên tố? Số 2, số 3. Đúng chưa? Vậy thì 2, 3 này chính là ước nguyên tố của 24. Thế thôi. Các số 2 và 3 là số nguyên tố. Vậy số 2 và 3 là ước nguyên tố của 24. Được không nào? Rồi tương tự như thế thôi. 26. Các ước của 26 là 26 là nào? 1 này, 2, 13 và 26. Vậy thì trong các số này có số 2 và số 13 là số nguyên tố. Các số 2 và 13 là số nguyên tố. Vậy số 2 và 13 là ước nguyên tố của 26. Đúng không? Đấy. Thế thôi. Tương tự như thế 27. Các ước của 27 là gì? 1 này, 3, 9, 27. Vậy thì trong những số này, số nào là số nguyên tố? Số 3 là số nguyên tố. Đúng chưa? Vậy có gì? Số 3 là số nguyên tố. Vậy số 3 là ước nguyên tố của số 3 là ước nguyên tố của gì? Của 27. Được chưa nào? Đấy, như thế thôi. Chúng ta đi tìm ước ra và xem thử số nào là số nguyên tố thì nó sẽ là ước nguyên tố. Rồi chúng ta đi sang luyện tập 3. Viết hai số chỉ có ước nguyên tố là 3. Nếu mà chỉ có ước nguyên tố là 3 thì ở đây nè, thì chúng ta sẽ tìm cái số nào mà có ước và có số nguyên tố duy nhất trong đó là số 3 thôi. Vậy đây. Luyện tập 3. Các ước của 3 là. Ước của 3 là số nào các em? Là 1 và 3. Như vậy có phải là số 3 này chính là ước nguyên tố của 3 không? Đúng rồi. Và trong ước này thì nó chỉ có duy nhất một ước nguyên tố là 3 chứ mấy. Đúng chưa? Ha? Có số 3 là số nguyên tố. Vậy số 3 là
ước nguyên tố của 3. Ok chưa nào? Số nào này nhỉ? Số 9. Các ước của 9 là mấy? Là 1 này, 3 và 9. Như vậy trong các ước này có phải là chỉ có duy nhất số 3 là số nguyên tố? Như vậy thì cũng tương tự, 3 này chính là ước nguyên tố của 9. Thì thỏa mãn yêu cầu đề bài là gì? Chỉ có ước nguyên tố là 3. Đúng chưa? Đấy. Có số 3 là số nguyên tố. Vậy số 3 là ước nguyên tố của 9. Được chưa nào? Rồi, bây giờ thầy lấy một cái ví dụ không phải này để cho các em thấy nè. Ví dụ nè. Ví dụ chẳng hạn như là các ước của 6 chẳng hạn. Mà các ước của 6 thì sẽ là gì? Là 1 này, là 2, là 3 và là 6. Như vậy trong các ước của 6 này có hai số, 2 và 3 là số nguyên tố. Nhưng mà đề bài nói gì? Chỉ có ước nguyên tố là 3. Có nghĩa là trong này nó chứa thêm một ước nguyên tố là 2 nữa. Nên cái thằng này nó sẽ không thỏa mãn cái yêu cầu của bài toán. Các em hiểu không nào? Đấy, nên là chúng ta tìm cái số nào mà nó có ước nguyên tố, nó có gì? Trong hai số này, ước 1 và 3 thì thằng này chỉ có mỗi ước nguyên tố là 3. 1, 3, 9 thì chỉ có mỗi số nguyên tố là 3. Nên nó sẽ là, số 3 sẽ là ước nguyên tố của 9. Rồi, như vậy thì thầy vừa mới giảng xong lý thuyết của bài số 10. Và trong video hôm sau, chúng ta sẽ tiếp tục đi đến phần bài tập của bài số 10, số nguyên tố và hợp số. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Chúc các em học tốt.